Thị trường xuất khẩu bò sống là một thị trường mang về nhiều thu nhập cho nước Úc. Nhưng sau khi có bằng chứng về cách giết bò lấy thịt bằng cách nện búa ở Việt Nam, giới hoạt động bảo vệ động vật và truyền thông Úc kêu gọi Canberra hãy xét lại món hàng xuất khẩu này. Hãng tin AFP tường thuật rằng các tổ chức bảo vệ động vật đã đệ đơn lên Bộ Nông nghiệp Úc khiếu nại về cách giết bò dã man tại một lò mổ ở miền Bắc đã được thu hình, cho thấy bò bị giết bằng búa tạ đi kèm với một số hình ảnh rùng rợn mà họ miêu tả là quá đỗi tàn bạo nên không thể phổ biến cho công chúng xem. Pháp Thân Xã trích lời các giới chức Úc nói rằng những hình ảnh về những con bò sống chuyên chở từ Úc sang Việt Nam bị giết bằng búa tạ đã gây phản ứng ghê sợ. Tuy nhiên, Canberra sẽ không phản ứng vội vã, tức thời cấm hay hạn chế lĩnh vực xuất khẩu béo bở này. Các giới chức Úc nói cách giết bò lấy thịt tàn bạo như vừa kể diễn ra tại các lò mổ không được Canberra phê chuẩn. Thủ tướng Úc Tony Abbott nói, trong khi Australia không chấp nhận lối giết súc vật đáng ghê sợ này, nhưng Canberra sẽ làm việc với phía Việt Nam để cải thiện tình hình. Thị trường xuất khẩu bò của Úc sang Việt Nam đang phát triển mạnh, tăng vọt tới 700% trong giai đoạn từ năm 2008 tới năm 2014.